Chào anh chị em, lâu lắm rồi tôi mới lên clip để trò chuyện với anh chị em. Tôi đã lỡ hẹn với những người yêu thích những cái clip mà tôi đọc những bài suy niệm do tôi viết đã mấy tuần nay. Không có giờ, tuần nào thì tôi vẫn viết bài thôi, nhưng mà không có giờ để đọc đưa lên clip cho anh chị em. Thôi thì có dịp nào tôi sẽ đọc một loạt hết các bài viết ấy, rồi chúng ta gặp lại nhau. Còn hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2023, ngày Chúa Nhật 28 Tây tháng 5 năm 2023 này, tôi muốn gặp lại anh chị em. Trước hết là chào mọi người, sau là hỏi thăm sức khỏe, và kế đến chúng ta nhắc nhau về ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày mà Chúa đến với chúng ta, ngày mà Chúa Giêsu thực hiện lời hứa trước khi Người về trời, Thầy gửi cho các con điều mà Thầy đã hứa, đó là chính Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguồn ơn quan trọng trong cuộc đời Kitô hữu của từng người. Chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần ở lại trong tâm hồn từng người, Chúa Thánh Thần ở lại trong gia đình của mỗi người, xin Chúa Thánh Thần ở lại trong từng giáo xứ và trong hội thánh cũng như trên cả thế giới này. Xin Chúa biến đổi lòng những con người đang sống nơi trần thế trở thành những con người mới được hoán cải bởi ơn của Người. Và thưa anh chị em, cũng có một cái cớ để tôi mượn nó mà để trở lại gặp lại với anh chị em, đó là ngày hôm qua tôi tìm được một cái xác của con chuột nằm trong phòng của tôi. Trời ơi, nó chết lúc nào mà nó hôi không chịu nổi, làm tôi phải lục tung cả phòng lên mới tìm được nó, lấy xác nó ra rồi. Thế mà hôm nay sau khi đã tẩy rửa, sau khi đã rắc vôi gì đó, thế mà hôm nay nó vẫn còn mùi, hay là tôi bị ám không biết. Nghĩa là cái mùi nó ghê quá, cho nên là nhiều khi mình có ác cảm với nó rồi mình nhớ, hay là trong đầu mình nó cứ lãng vãng, thành ra là mình cứ nghe như trong mũi mình có mùi của con chuột chết á. Thành ra tôi sợ quá. Con chuột đó nó chết ở trong phòng mình chả hay, để nó phân hủy rồi ôi thôi, những cái sinh vật ký sinh trong xác con chuột á thấy ghê lắm anh chị em ơi. Tôi cảm thấy sợ, và có lẽ do ám ảnh nhiều hơn mà tôi cứ nghe cái mùi ở trong phòng của tôi, mùi con chuột chết. Cũng từ đó mà tôi làm một việc mà chắc có lẽ nhiều người cũng biết lắm, nhưng dù cho nhiều người biết đi nữa thì tôi tin là cũng có một ít người không biết. Đó là lấy trái thơm, đốt cây nến trong trái thơm để tẩy cái mùi chết kia và cho cái mùi trái thơm nó lan tỏa cả phòng. Thưa anh chị em, đây là trái thơm. Tôi quen gọi là trái thơm. Có người thì gọi là trái khóm, có người lại gọi là trái thơm, có người lại gọi là trái dứa. Nhưng trong clip này xin cho tôi được gọi là trái thơm, cho nó quen miệng, nó không có bị ngượng. Và anh chị em nhìn thấy đây, ở trong cái trái thơm hay là trái thơm đây, nó có một ngọn nến này. Đấy, một ngọn nến đang cháy này, trái thơm nó sáng ở trong lòng trái thơm đây. Tôi có một trái thơm ha, như thế này. Thế là tôi cắt đôi nó ra. Tôi lấy cái ghim, tôi ghim lại này. Tôi cắt đôi trái thơm ra. Và để tôi gỡ ra hết cái những cái ghim. Đây. Tôi cắt đôi trái thơm ra anh chị em. Thế rồi anh chị em thấy ha, tôi lấy cái lõi trong cái ruột của trái thơm ra, cắt đôi trái thơm, bổ dọc nha, bổ dọc trái thơm. Thế rồi mới lấy cái lõi của cái trái thơm ra và bắt đầu mới áp hai cái miếng, hai nửa của trái thơm lại với nhau. Đã được lấy cái lõi ra rồi đó, áp lại. Thế rồi lấy một cái cây nến như anh chị em thấy đây, một cái cây nến đây đó, cây nến cắm vào trong cái trái thơm này, đây cắm vào và chúng ta áp lại. Đây,
chúng ta áp lại. Anh chị em nhớ khoét, nhớ khoét lỗ, đây là cái lỗ ha, cái lỗ bên này một cái lỗ nữa, nhớ khoét lỗ để cho nó đầy đủ oxy. Nó có hai công dụng, thứ nhất là trái thơm sẽ không bị mất oxy, nến sẽ tiếp tục cháy. Đó, hai cái lỗ hai bên khoét rộng ra. Và cái lỗ trên này dĩ nhiên rồi, lỗ trên này là để mình khoét, mình lấy cái lõi của trái thơm ra đó. Và chúng ta bỏ vào trong một cái chén hay một cái đĩa gì, tôi thấy cái chén nó tiện hơn. Cái chén này nè anh chị em, nó tiện hơn là bởi vì nó vừa y cái trái thơm. Thế này, đó, bỏ vào, nó vừa y trái thơm. Xong rồi chúng ta mới lấy cây, chúng ta gài nó lại để nó không có xúc ra. Đấy, nó không có nó, đó là nó cứng rồi, nó không, hai cái mảnh của nửa trái thơm mỗi bên đó, nó đã gài lại được rồi đó, và nó không xúc ra. Anh chị em biết rằng cái cây nến này nó làm cho cái ruột của trái thơm bị cháy xém, và nó bốc cái mùi lên, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu vô cùng. Rồi từ cái mùi thơm này nó bán đi cái mùi của con chuột chết. Thứ nhất á, là tôi in trí là bây giờ đã có mùi trái thơm, trong đầu tôi không còn lãng vãng cái mùi con chuột chết nữa. Và từ đó hình như cái đầu mình nó không mặc định cái mùi chuột chết, thành ra cái mũi mình bây giờ hết nghe mùi chuột chết, mà mình biết rằng mình đang để trái thơm. Thế là cái mùi của trái thơm nó ám nhiều hơn vào lỗ mũi, và vì thế bây giờ dễ chịu hơn. Và mở cửa phòng ra là không còn cái mùi chuột chết hắt vào nữa, mà là cái mùi của trái thơm nó dễ chịu vô cùng. Đấy, và tôi lợi dụng một tí xíu cái luật thuật này để tôi nói chuyện với anh chị em. Đây là tôi mua trái thơm nhỏ thôi đó, chứ nếu mà mình mà mua trái thơm lớn và lấy cây nến lớn bỏ vào thì nó càng, cái mùi nó càng xông lên còn nhanh hơn và nó tiện hơn. Và tôi thấy là nó cũng đẹp như cái lồng đèn, anh chị em thấy nó cũng sáng sáng này, nó cũng đẹp như cái lồng đèn vậy. Đấy, bên này thì nó rõ hơn, cái ánh sáng nó bập bùng hơn. Còn cái vỏ mà mình không có khoét lỗ đó thì nó cũng vẫn sáng, trái thơm vẫn sáng này. Đấy, tôi che lại tối là anh chị em thấy cái trái thơm nó sáng bên trong, dễ thương không? Nếu mà tôi để như thế này, tôi để trong bóng tối thì tôi có thể tôi có thể nói với mọi người rằng trái thơm nhà tôi nó phát sáng, chắc mọi người tin đấy. Tôi để thế này là không thấy lỗ ha, không thấy lỗ, không thấy cái cây nến bên trong. Thế là tôi để trong ánh sáng thế này, mà nếu để trong bóng tối thế tôi che lại, bằng cách che lại thì anh chị em thấy trái thơm nó sẽ phát sáng này. Và nếu tôi để cái mặt này thôi và tôi nói dối mọi người là trái thơm nhà tôi nó phát sáng, chắc chắn nó sẽ thành hiện tượng lạ và nhiều người xem thấy. Nhưng mà tôi không lừa như thế bao giờ đâu. Và cái mùi thơm của cái trái thơm dễ chịu lắm. Đấy, anh chị em thấy không? Và tôi cũng có một cái cây súng. Cây súng này nó không độc địa gì đâu anh chị em. Nó là một chiếc quẹt ga. Nó là một chiếc quẹt ga thôi. Khi mà bỏ cây nến, cắm cây nến vào đây thì mình không thể đốt cái nến trước rồi mình bỏ nó vào được. Làm như thế là mình phỏng tay, không thể bỏ vào được. Tôi có một cái cây nến, tôi có một cái quẹt ga như thế này, nó hình cây súng. Thế là tôi bật lên. Đấy, anh chị em thấy bật lên nó sẽ cháy. Bật lên đó nó sẽ cháy. Thế là mình thọc cái đầu của nó vào đây, thọc cái nó vào trong trái thơm, mình mồi cây nến rất là tiện. Sau đó tôi mua được, tôi đi siêu thị gì đó tôi cũng không nhớ nữa, tôi mua được cái quẹt ga hình cây súng này. Lúc đầu mình mua chơi chơi thôi, bây giờ về nhà thì mình mới thấy nó tiện nhiều thứ. Hôm nào mà tôi đốt nến bàn thờ đó, tôi đốt cái nến bàn thờ mà nó nằm trong cái ly chẳng hạn, thì mình không cần gì phải lấy cái nến khác mồi vào, hay mình châm thẳng vào thế này. Sao nó cũng mất rồi, nó không cháy nữa. Đây, châm thẳng vào thế này là cái nến trong ly nó sẽ sáng. Đây, thế là mình mồi vào cái ly. Thưa anh chị em,
Nói lại bây giờ gặp lại cái trái thơm phát sáng nha. Rồi, gặp lại trái thơm phát sáng. Thế thì anh chị em cho cây nến vào, cây nến mà nó cháy hết rồi mà muốn tận dụng lại trái thơm thì chúng ta lại cho cây nến khác vào. Và tôi đốt từ sáng tới giờ cho nên là trái thơm nó bị cháy nhiều anh chị em, nó bị cháy bên trong rồi. Nếu anh chị em tiết kiệm và mình có một cái con dao bén á, mình sẽ gọt tiếp cái phần cháy này bỏ. Mình sẽ gọt tiếp cái phần cháy này bỏ. Đây, tôi gọt thử cho anh chị em thấy nha. Mình gọt tiếp cái phần ruột thơm cháy này mình bỏ đi. Và chúng ta sử dụng lại thêm lần nữa, mình cắm cái nến khác vào. Cắm cái nến khác vào nó cháy tiếp bên trong. Thì tại vì bên ngoài nó cháy nhưng bên trong này nó chưa cháy, thành ra mình vẫn còn sử dụng được. Trái thơm vẫn chưa chín, cho nên nó vẫn còn mùi, vẫn còn mùi hay lắm. Cho nên chúng ta tiết kiệm, cho nên mình làm lại như thế này. Thế anh chị em thấy tôi đã gọt trái thơm để tôi lấy lại cái bên trong rồi nè. Đây, bây giờ tôi lại cắm vào để nó có thể tỏa mùi tiếp cho tôi ha. Và bên này cũng vậy. Mình lấy cái cây nến ra. Bây giờ mình lấy cái cây nến nó đang cháy ra. Tại cây nến nó đổ sáp xuống, bây giờ nó dính anh chị em. Chứ hồi nãy nó không dính đâu. Đấy, mình lấy cái nến ra bỏ vào bên này. Thế là lấy con dao bén mình gọt. Anh chị em thấy này. Lấy con dao bén mình gọt cái phần cháy bỏ đi. Mình tận dụng cái phần bên trong à, nó chưa cháy, mình tận dụng nó. Rồi con dao bén nha anh chị em, bởi vì trái thơm nó chín á, nó được nấu chín á, nó được nướng chín á thì nó sẽ dai, cho nên phải nó dai lắm, cho nên là phải dùng con dao mà nó sắc một chút. Đây, sắc một chút thì chúng ta mới gọt nó ngọt được, nó dễ gọt được. Đấy, cho nó gọn lại. Đấy, tôi đã làm xong một trái thơm mới. Một trái thơm mới thế này và tôi lại áp vào tiếp tục. Áp vào để chỉnh lại cái nến cho nó ngay, để cái nến của tôi nó tắt rồi. Chưa tắt. Nó bị ngã cái nến rồi. Đấy, tôi dựng cái nến lại được rồi đó anh chị em. Và bây giờ tôi lại gài, tôi lấy cái cây tôi lại gài hai cái nửa của trái thơm này lại để cho nó dính với nhau đó. Anh chị em gài cho nó mép mép ngoài thôi, chứ để gài ở giữa cái trái thơm á, thì cái nến nó sẽ làm cháy cái cây. Nếu mà cây sắt thì không sao, nhưng nếu mà cây gỗ như tôi đang xài là cây gỗ thì nó sẽ tôi làm cái nến cho đứng lại thẳng thì nó sẽ cháy cái cây đó, và hai cái nửa trái thơm lại bật ra, lại nó không hiệu quả. Vậy cho nên là lấy cái cây bằng bằng sắt bằng hay là cái đinh thì tốt hơn. Nhưng mà đây tôi lấy cái cây bằng gỗ, vót một cái thanh gỗ nhỏ lại cái đầu nhọn, thế là mình cắm vào giữ được hai cái nửa của trái thơm. Đây. Thôi, như thế cũng là một cái thuật giúp cho nhau. Có người biết thì không nói gì, nhưng mà người không biết thì đây cũng là một cái lợi ích, thêm một cái mẹo cho cuộc sống của chúng ta nó thú vị hơn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái clip của tôi. Tôi nói rồi, nó chẳng có quan trọng gì cả, nhưng mà có dịp để tôi lợi dụng nó mà lên clip nói chuyện với anh chị em, bởi lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau, cho nên tôi xin được kết thúc ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Xin chúc tất cả anh chị em một lòng yêu mến Chúa và được ơn Chúa Thánh Thần luôn luôn ở cùng. Xin Chúa luôn luôn chúc lành cho tất cả mọi người. Và anh chị em đừng quên, mỗi ngày khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, trong đó có ngôi ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy chạy đến với Người để xin Người ở lại trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta một cái gì khác, mà Người ban cho chúng ta chính Thánh Thần của Người, một ơn trọng đại
một quà tặng quý giá biết bao nhiêu. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ mỗi người trong ơn thánh của Chúa. Xin Chúa gìn giữ từng người trong ơn thánh thần, để chúng ta trở thành con cái Chúa ngày một phát triển hơn, ngày một vững mạnh hơn. Xin cảm ơn anh chị em và chúc tất cả mọi người một ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tràn ngập niềm vui, tình yêu và lòng mến Chúa. Hôm nay cũng là ngày cuối của mùa phục sinh. Tôi xin kính chào anh chị em bằng lời mà Hội Thánh vẫn tuyên xưng trong niềm vui. Đó là chào anh chị em. Alleluia, Alleluia.